lễ hội trái cây Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Trung Quốc gây nhiều bất ngờ. Sáng ngày 9 tháng 9, lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã khai mạc tại Trung tâm Phân phối Nông sản Tân Phát Địa, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức cùng sự hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các đối tác Trung Quốc. Lễ hội diễn ra tại Tân Phát Địa, chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Bắc Kinh, phục vụ nhu cầu cho hơn 22 triệu dân thủ đô và các địa phương lân cận. Tân Phát Địa không chỉ là trung tâm phân phối hoa quả nhập khẩu chính ngạch từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là đầu mối quan trọng cung cấp nông sản cho các khu vực như Hồ Bắc, Thiên Tân. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trưng bày sản phẩm trái cây tươi và trái cây chế biến nhằm phục vụ người tiêu dùng Trung Quốc. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội trong việc xúc tiến thương mại và mở rộng xuất khẩu trái cây Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, Việt Nam có sản lượng trái cây lớn đạt từ 12 đến 14 triệu tấn mỗi năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đóng góp gần 3,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ xuất khẩu. Các sản phẩm nổi bật của Việt Nam như chôm chôm, nhãn, bưởi, thanh long, măng cụt, sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường lớn, bao gồm Trung Quốc. Theo Bộ trưởng, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN. Về lĩnh vực trái cây, Việt Nam hiện là đối tác cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau Thái Lan và Chile. Những năm gần đây, nhiều loại trái cây Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc nhờ đáp ứng tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn cho rằng tiềm năng phát triển trái cây xuất khẩu của Việt Nam tại Trung Quốc còn nhiều dư địa. Phần lớn trái cây Việt Nam vẫn xuất khẩu qua đường biên mậu và chỉ tiếp cận được thị trường phía Nam, Đông Nam Trung Quốc, trong khi nhu cầu tiêu thụ trái cây chất lượng cao ở các khu vực khác như phía Bắc vẫn rất lớn. Việc tổ chức lễ hội trái cây Việt Nam tại Bắc Kinh là sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, mở rộng xuất khẩu trái cây sang nhiều địa phương lớn của Trung Quốc. Đồng thời, sự kiện này cũng thực hiện hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước sau chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc tháng 8 vừa qua bộ trưởng bộ công thương kêu gọi trung quốc tiếp tục hỗ trợ việc thông quan hàng hóa kiểm dịch thực vật và mở rộng danh mục trái cây việt nam được xuất khẩu chính ngạch bộ trưởng cũng cam kết rằng việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trái cây trung quốc được nhập khẩu vào thị trường việt nam đồng thời hoàn ngành các doanh nghiệp trung quốc đầu tư vào việt nam cùng phát biểu tại lễ hội thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam cho biết sự kiện là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước đồng thời thứ trưởng nhấn mạnh rằng lễ hội đánh dấu sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ thương mại nông sản giữa việt nam và trung quốc mở ra tiềm năng lớn cho xuất khẩu trái cây việt nam phía trung quốc phó vụ trưởng vụ châu á bộ thương mại trung quốc lý ngạn phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ núi liền núi sông liền sông giữa hai nước và sự phát triển không ngừng của hợp tác kinh tế thương mại ông cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt gần 170 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, ông cũng nhắc đến những thành tựu trong xuất khẩu trái cây của Việt Nam vào Trung Quốc với các sản phẩm nổi tiếng như sầu riêng, thanh long, xoài và chuối ngày càng được ưa chuộng. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng lễ hội trái cây Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tại Trung Quốc, đồng thời khuyến khích người dân Bắc Kinh trải nghiệm hương vị trái cây đặc trưng của Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Phân phối Nông sản Tân Phát Địa, ông Trương Ngọc Tỷ cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác nông sản giữa hai nước. Ông cho biết, Bắc Kinh có nhu cầu rất lớn về nông sản nhập khẩu và Việt Nam là nguồn cung cấp quan trọng. Nhiều loại trái cây Việt Nam như thanh long, chuối, xoài, dưa hấu đã được trồng tại các cơ sở do Tân Phát Địa hợp tác phát triển ở Việt Nam với diện tích trên 20.000 mẫu anh. Kết thúc lễ hội, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã có cơ hội trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua các buổi giao thương và tọa đàm về tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam lễ hội này được kỳ vọng sẽ là bước đệm để tổ chức nhiều sự kiện tương tự trong tương lai không chỉ ở bắc kinh mà còn ở nhiều địa phương khác tại trung quốc giúp đưa các sản phẩm trái cây việt nam đến gần hơn với người tiêu dùng nước bạn lễ hội trái cây việt nam lần thứ nhất tại bắc kinh đã mang lại nhiều triển vọng cho việc mở rộng thị trường và phát triển quan hệ hợp tác nông sản giữa hai nước góp phần vào sự thành công chung trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại